Đây, mình toàn đang có mặt trong chợ đồ cũ của Vạn Phúc. Và hôm nay mình toàn sẽ đi chợ đồ cũ cùng với bà con cô bác. Mình toàn đang tìm một cái dây. Chế độ cũ này thì cái gì cũng có luôn. Tổng chợ đồ cũ thì cái gì cũng có luôn, nhưng mà đồ cũ thôi. Có cả những nơi mà bán cả đồ mới cả đồ cũ. Mình toàn thấy ở khu này là khu chợ đồ cũ nhiều. Bán cả giày, giày rất là đẹp. Nên mình toàn sẽ mua một cái dây. Thế là mình có cái dây của cái này không nhỉ? Dây của cái vuông vuông hơn ấy. Anh cho em hỏi anh có cái dây của cái loại vuông vuông nào? Đây nhiều đồ đẹp hết, đồ đẹp lắm. Wow, bút này khá đẹp, giày khá đẹp luôn. Giày này khá đẹp luôn. Nên thưa bà con, ở trong cái khu vực này là khu vực mà đồ cũ, còn khu vực cả hoa và cây cảnh là một khu vực khác. Cái gì cũng có luôn. Anh có cái dây này không? Không, anh chưa được. À, đeo vào tay vào đi. Anh cho em hỏi anh có cái dây này, dây của cái thiêu bên ngoài. Có. Chuyển ra HDMI hay là chuyển ra gì? HDMI. Em có dữ liệu vào máy tính ấy. À,
Nhưng mà cái này là muốn nó... cổng UV gì? Vâng, đúng rồi. Cổng UV thì bây giờ là muốn là như thế thì chắc là không có đâu. Cái này chuyển này là chuyển ra TV thôi. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà em muốn cái này để mà cổng UV để em ấy vào máy cổng tính. UV thì lại phải mua thêm một cổng từ cái chân này ra cái UV nữa. Thì được, còn chân này hơi khó kiếm đấy. Đấy, cứ xem thảo đi. Vâng, được cái này được bao nhiêu bán hàng? Thôi, 50.000. Bộ ấn chén này khá đẹp. Khá là đẹp, bộ ấn chén này các bạn. Thì mình toàn thử hỏi xem cái bộ này bao tiền. Anh ơi, nhìn cái bộ ấm chén này là khoảng bao tiền? 3 triệu. Ấm chén này rất là đẹp luôn. Nhưng mà giá là khoảng 3 triệu. Ôi giời. Các cái tiện thật. Wow. Có cả gươm là kiếm luôn. Nhiều đồ rất là đẹp. Chưa, chỉ có cái dây này ra máy tính không ạ? Đây có phải loa cũ. Các tủ này ngày xưa rất là đẹp luôn. Tủ này phải lâu đời lắm rồi ấy chứ nhỉ? Nhỏ. Đấy. Cái này thời các cố chắc phải mấy chục năm, gần 8 năm. Bạn đi sang bên này.
chỉ có cái dây vuông vuông nào. À vuông vuông à? Này, cái loài nó dài dài hơn. Cái sạc vuông đúng không? Ủa, cái này lại vua to quá, nó nhỏ hơn cái này một chút. Anh có cái dây này không? Dây trong này nhỉ? Dây ngoài ấy, dây vuông vuông hơn ấy. Đấy, vâng. Nhà em mới có. Dạ? Nhà em mới có. À. Rồi, chợ đồ cũ này thì rất là nhiều đồ luôn các bạn. Giày dép cho đến quần áo, túi xách, ví da, cái gì cũng có luôn ạ. Bạn thấy sự nhộn nhịp của đồ cũ không? Quá là nhộn nhịp luôn. Ở chợ đồ cũ thì ngoài các mặt hàng điện tử ra, mình toàn thấy hầu như cái gì họ đưa ra bán hết các bạn ạ. Đồ cũ cũng có, đồ mới cũng có, nhưng chủ yếu là đồ cũ.